Hai tất cả các bạn nghe. Hôm nay laptop 123 nhân dịp về một cái mã sản phẩm mới thì laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn nghe. Mấy ngày nay thì bắt đầu cuối tháng 5 đầu tháng 6 các bạn thì Dell và tất cả các hãng laptop á thì nó sẽ ra là gen mới các bạn, thế hệ 12 hoặc là chip Ryzen mới. Thì mình về em nào thì mình sẽ giới thiệu các bạn em đó để các bạn cập nhật cũng như là biết đến cái mã sản phẩm mới nha. Hiện nay thì mấy ngày nay trước đây là mình mấy ngày trước là mình có quay là giới thiệu các bạn là con Dell Ryzen mới là 5625 các bạn. Thì hôm nay nó về thêm một cái mã là Dell Virtual 5620 các bạn. Nếu các bạn đã từng biết đến cái mã thế hệ 11 á là nó chỉ xài là 5410 và 5510 thì bây giờ nó sẽ là ra cái em là 5620. Em các bạn cập nhật lên là Dell Virtual 5620. Nó sẽ là Core i5, i3, i5 và i7. Thì em này nó ra chủ lực là i5 và i7 các bạn. i5 là nó xài con chip là 12 đó 40B, nó xài chip B luôn bạn. Trước đó thì nó xài chip G các bạn. Ví dụ 1135G7 thì bây giờ nó sẽ là 1240B. Nếu mà i7 nó sẽ là 1260B các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn trước là cái em Dell chủ lực hiện nay nó đang ra đó là Dell Virtual 5620 Core i5 1240B. Em này cái nhân nó rất là nhiều các bạn. Và RAM của em nó là 16GB các bạn. 16GB SSD 512 card Iris C và đặc biệt nó là màn hình 16 inch. Đó, Dell lần lần năm nay là nó sẽ không ra 15 inch các bạn. Đối với dòng series 5000 nó sẽ không có 15 inch mà nó sẽ là 16 inch. Đó, màn hình 16 Full HD cộng. Đó, nó có chữ cộng nữa các bạn thì cái độ phân giải nó sẽ cao cấp hơn chút xíu. Đây, em này có cái mã là 702-82719. Đó, giá cả rất là vừa phải các bạn. Các bạn có thể tham khảo giá trên trang của laptop123.com.vn nha. Đây, mình sẽ bóc một em cho các bạn chiêm ngưỡng này. Mình để sẵn để mình lấy cái kéo mình bóc ra cho các bạn coi nha. À, em này hiện tại là về rất là nhiều các bạn, về nhiều lắm. R5 thì cũng về mấy ngày trước rồi, về nhiều lắm và lần này là i5. Ryzen là nó sao là số lẻ bằng 5625. Còn mà là Inspiron hoặc là Virtual vẫn là 5625, còn mà Intel nó sẽ xài chip B các bạn. Chip B nó có cái đặc điểm rất là cái độ phân giải cái tốc độ xử lý của nó rất là mạnh các bạn. Nếu mà i5 á thì nó sẽ tới 12 nhân lần các bạn, 12 nhân và 16 luồng xử lý. Nó tăng tốc độ lên là 12 megahertz. Đó. Em này thì màu Titan Gray. Màu Titan Gray cái màu này thì vẫn giữ là cái màu trước đó các bạn. Cái màu này màu chủ lực luôn. Đó. Trước mắt các bạn là chiếc Dell Virtual 5625 nha. À, màu rất là đẹp các bạn. Cái mặt này là bằng nhôm các bạn. Đó, nhiều bạn là muốn mình nói luôn là chất liệu bên ngoài chỗ nào bằng nhôm, chỗ nào bằng nhựa là mình phải nói luôn. À, đó, cái mặt này là bằng nhôm nha. Mặt này là bằng nhôm. À, màn hình 15.6 inch là nó không có ra mà nó ra luôn là 16 inch. Đó, ra gọn luôn các bạn. Thì thật ra 16 inch á thì bây giờ cái viền nó tràn rồi á. Cho nên là mình cảm giác nó cũng rất là nhỏ, rất là gọn nha. Đó. Đây là mặt bên trong. Đối với dòng Inspiron á thì nó sẽ không có bàn phím số kế bên các bạn nha. Đối với Inspiron nó sẽ không có phím số mà Virtual thì nó sẽ có phím số. Đó, nó đặc biệt vậy. Đó. Em này thì nó thiết kế dạng giống MacBook các bạn,
Hoặc là nó giống một cái kiểu giống như các bạn đã xài từng xài iPhone mà tràng viền á, thì đó nó tự tự vậy đó, nó theo phong cách của Apple đó. Nó viền tròn tròn giống như cái iPhone đó mà đó. Hoặc là giống MacBook 16 hiện nay đó. Đó. Cái mặt này cũng làm bằng nhôm đó các bạn, mặt này cũng làm bằng nhôm luôn nha. Nó chỉ có cái đáy là bằng nhựa thôi các bạn, chỉ đáy là bằng nhựa nha, còn lại tất cả là nhôm nha. Đó. Thì như chúng ta nhìn thấy là cái viền màn hình 16 Full HD cộng này các bạn. Đó thì cái viền này, nó tràn này, đó, các bạn nhìn thấy nó rất là gọn, rất là viền, rất là mỏng nha. Đó, nhìn nó giống như là 14 hoặc là 15 inch. Nếu mà 16 inch là chúng ta nhìn vào là sẽ giống như 15 inch. Đó. Nhưng mà lọt lòng nó vẫn là 16 inch nha. À, và cái bàn phím này chúng ta nhìn bàn phím này, bàn phím nhìn rất là đẹp các bạn. Bàn phím á, nền đen chữ trắng thì rất là dễ đánh nha. Đó. Em này nó có đèn bàn phím. Đây, chúng ta nhìn lên F5 nè, nó sẽ thấy biểu tượng cái đèn này. Đó. Sẽ đợi xem mình mở lên cho các bạn coi cái đèn. Và phía trên đây là cái nút nguồn, thì nút nguồn nó có bảo mật camera, à, bảo mật vân tay luôn. Đó, đây là nút bảo mật vân tay nha. Đó. Thì em này là RAM 16GB thì nó chạy đua RAM các bạn, nó chạy đua RAM thì nó để nó kích hoạt cái card Intel nằm đây trên này đây. Đó. Logo Intel Gen 12 thì giống Gen 11 luôn, nó cũng không thay đổi chút bao nhiêu. Hàng chính hãng thì nó sẽ được dán cái tem chính hãng lên đây. Để chúng ta có trục trặc sự cố chúng ta gọi tổng đài 1800 gọi miễn phí. Cứ 1800 là chắc chắn là miễn phí các bạn. Đó, để cho các bạn coi cái ngoại quan trước nha. Đây, mặt này bằng nhôm nè. Đó. Mặt này cũng bằng nhôm luôn nè. Đó. Và cái mặt đáy là bằng nhựa nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái mặt đáy. Đó. Em này là nhìn nó 16 inch nhưng mà thật ra nó mình cầm nó rất là nhẹ các bạn. Cảm giác nó nhẹ lắm. Và đặc biệt là nếu mà dòng Virtual các bạn thì nó sẽ có luôn cái cộng lạnh mạng LAN nha các bạn. Còn Inmaron không có đó, nhiều các bạn chú ý nha, tại vì là nhiều bạn là thấy cấu hình đồ nó giống nhau hết nhưng mà không biết nó khác nhau sao. Thì thật ra Virtual thì nó có những cái đặc điểm cao cấp hơn Inmaron chút xíu, như là đối với dòng 16 inch đó, Inmaron thì nó sẽ không có bàn phím số và nó không có mạng LAN đó, nhưng đổi lại thì nó thiết kế một cái dàn loa rất là to và rất là đẹp mắt, bắt mắt nằm phía trên bàn phím. Còn có phím số thì nó sẽ không bắt dàn loa được nhưng mà nó sẽ dán dàn loa như là thiết kế ban đầu các bạn. Và Inmaron thì nó không có mạng LAN đó. Đây mình chắc mình phải làm một cái so sánh để các bạn dễ hiểu hơn về hai cái dòng đó, chắc là hẹn các bạn clip sau. Đây là cái cổng kết nối các bạn nè. Cái khung này là bằng nhôm luôn nha, khung nhôm nha. Khung nhôm, cái máy quan trọng là khung nhôm mà nó khi các bạn rớt lỡ tay rớt hoặc là này kia thì nó móp chứ không, nó không bể, ít ít bể lắm. Đây là cái cổng HDMI này đó, đây cổng USB này, cổng C này đó. Cái cổng này là sạc nhanh được luôn bạn, sạc được luôn nha, sạc nhanh đó. Đó, cổng là cục sạc C đó, sạc nhanh luôn. Xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi cục sạc nó. Và đây là cái có cần LAN này các bạn, đó, Virtual nó có cái này nè, đó. Cổng SD loại lớn này, USB nè, đó, jack audio nè, đó. Có hai cổng USB nha. Đây mình sẽ cho các bạn coi cái cổng LAN. À, các bạn coi cục sạc. Đây bạn. Cục sạc của nó thì cũng xài sạc bình thường thôi. Sạc 65W. Đó. À, mình kích cái điện lên. À, cho các bạn coi phía sau này nè. À, phía dưới này nó có cái miếng cao su nha các bạn. Nó thiết kế đời mới rồi. Mỗi cái thế hệ thì nó sẽ nghiên cứu và phát triển một cái bản lề chắc chắn hơn. Những cái mới chắc chắn ngon hơn cái cũ bạn. Đó, nó thiết kế cái mới. Đó, thì các bạn coi cái bản lề nó nè. Bản lề đó các bạn. Đó. Nó bằng luôn. Nó xài Egolit nhưng mà trước đây nó chỉ xài hai cái miếng cao su hai bên thôi. Thì nó làm cho người dùng nó cảm giác là
nó nhỏ mà nó không chắc chắn các bạn. Còn cái này thì nó thiết kế cái kiểu là bằng luôn, bằng nguyên một nắp luôn à. Đó, các bạn ha. Đó. Nó thích nó dứt một cái dàn bằng luôn. Giống như một cái đế các bạn, giống như nó thiết kế giống một cái đế kê lên vậy đó. Nhìn rất là hay và rất là chắc chắn à, các bạn. Đó, đó. Các bạn nhìn ha. Đó. Nó đè xuống luôn. Đó. À, nó vẫn là có một cái khoảng cách phía dưới này để cho cái máy nó thở nó tản nhiệt tốt mà đó, nhưng mà nó vẫn bảo vệ được cái bản lề luôn đó, nó thiết kế rất là hay. Đây các bạn coi nè, đó à, đây là cái miếng dàn cao su nè, đó dàn cao su này, đây là nguyên một dàn cao su dưới này cũng ok. Mỗi mỗi thế hệ thì nó sẽ tốc độ xử lý nó tăng lên và nó sẽ thiết kế phải có nhiều chức năng hay hơn đó. Đó như các bạn nhìn thấy là cái đèn bàn phím, để cho các bạn coi cái cấu hình nữa nha. Bây giờ đeo laptop hầu như nó đều có cái bộ mộc cam các bạn đây. Đó, tắt mở cam đó. Hầu như máy nào bây giờ cũng có series mấy màn cao cấp. Màn hình em này là Full HD cộng độ sáng lên 200 nits các bạn, 250 nits, rất là sáng, rõ. Pin em này thì 4 cell, pin 4 cell các bạn. Pin 4 cell thì như các bạn sẽ hỏi là máy này màn hình lớn pin 4 cell thì xài được bao nhiêu tiếng các bạn. Thì đối với dòng pin laptop nó tiết kiệm pin các bạn. 4 cell thì Dell nó sẽ đưa ra cái chuẩn cho các bạn là 4 tiếng, nhưng mà các bạn xài có thể là 5 6 tiếng bình thường các bạn, tùy vào tác vụ nha. Và khi các bạn chơi game làm đồ họa thì các bạn lưu ý là nên cắm sạc vào để cho cái máy nó xử lý tốc độ sẽ cao hơn. Đây các bạn. i5 này. 12 gen, 12 gen này thấy không? 1240B. Đối với dòng chip B nó sẽ cao cấp hơn chip G nha các bạn. Hoặc là chip U đó, thế hệ 12 nó vẫn có chip U các bạn, chứ không phải không chip U, nhưng mà chip B là cái phiên bản là cao nhất hiện nay đối với dòng văn phòng. 1240B hoặc là i7 là 1260B đó. Thì cái core nè, các bạn nhìn thấy cái core nó nè đó, nó rất là hay. Nó các bạn lên trang Intel các bạn sẽ tham khảo core nó sẽ là 4 cộng 8 đó, tức là thành 12 core nha. Nó sẽ có hai 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 luồng nè, 4 cộng 8, 4 core cộng 8 core đó. 4 core cộng 8 core nha. Rồi cái xử lý nó nè, cái két nó là 10, tổng là tổng thành 12 mấy két đấy các bạn. Két nè, két 3 nó là 12 mấy két hả, 12 mấy két là cũng giận dữ rồi các bạn. i7 nó sẽ lên 16 mấy két. Rồi RAM này các bạn, RAM này. RAM là nó đã gắn 2 thanh 8 đây, lost 1 lost 2. RAM thì nó là RAM rời các bạn. Các bạn có thể là nâng maximum là mà 32 GB, hoặc là cái main này nó hỗ trợ 64 GB các bạn. Hồi chữ 64 ghi á, cái tốc độ xử lý của cái con CPU này là đây là các bạn 4.40 3.46 đó, nó từ ngưỡng 3.46 đến 4.40 đây các bạn. À, 4.40. Các bạn cứ lấy 4.4 mà các bạn nhân 12 các bạn. Các bạn 4.4 nhân 12 thì nó sẽ nhiều lắm các bạn. Đó. Các bạn phải hiểu là nó từ cái chấm đó mà nó nhân cái nhân lên nữa. Đó. Nó chạy đua RAM các bạn, chạy đua RAM nha. Các bạn lưu ý là cái máy hiện nay á, thì các bạn nếu mà máy đã gắn 1.8 hay 1.4 thì các bạn cố gắng bỏ thêm ít tiền gắn cho nó đua RAM lên, nó chạy cho nó mạnh nha. RAM thì bớt 3.200 các bạn, RAM bớt 3.200. Em này thì nó vẫn chưa lên được 4.800 các bạn.
RAM hiện tại là lên 4800 rồi nha. Đối với nhất các dòng game là nó đã nhận lên 4800, mấy dòng văn phòng 3200 còn vẫn ok rồi. Màn hình đó bạn này, màn hình 16 inch Full HD cộng. Đó. Em này xài tấm nền là không phải TN cũng không phải IPS mà nó xài cái màn hình Full HD cộng WA nha các bạn. Anti glare WA. Đó. Nó vào cái gượng là dạng cũng cao các bạn. Màn hình rất là rõ nét các bạn. Đây là trong đốt nhưng mà các bạn thấy hình ảnh nó rất là rõ nét nha. Đây là nó xài card Iris C là card onboard các bạn. Iris C là card onboard. Thì màn hình đây nè các bạn, màn độ phân giải Full HD cộng thì nó sẽ là 1920x1200. Nó cao hơn là Full HD bình thường, là ví dụ Full HD bình thường là 1920x1080 thôi. Cái này là 1080 thôi, còn cái này 1200, nó cao cấp hơn chút xíu. Đó. Còn này cái ưu điểm của nó là chip mới nè. RAM thì 16GB khỏi phải nâng cấp. SSD thì 512GB là quá nhiều rồi. Và được cái màn hình Full HD cộng nè, màn hình 16 inch nữa, rất là lớn và nhìn rất là đã mắt. Đó. Đây chúng ta qua coi cái phần ổ cứng nè. Đó. SSD nè các bạn, SSD thì nó gắn 2 nick 512GB chuẩn NVMe PCI luôn. M.2 là PCI và nó chỉ có một khe SSD thôi các bạn, một khe SSD thôi. Nhưng mà SSD của nó SSD rồi, nếu mà các bạn có nhu cầu điều kiện thì các bạn cứ bỏ 512 ra và gắn thêm 2T, 3T, 4T tùy vào túi tiền. À. Nó cũng có cơ bản là vậy bạn. Đó, security thì nó có 2.0 nè, TBM 2.0. Đó, rất là nhiều cái bảo mật rất là cao đó, bảo mật cao. Đó. Power nè các bạn. Hầu như tất cả các laptop bây giờ nó đều có chức năng power thì chúng ta nên tắt đi. Đó. Không nên xài cái chức năng này. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào cái Win. Em này thì nó xài Windows 11 bản quyền các bạn. Windows 11 bản quyền và có Office 2021 bản quyền đi kèm theo máy nha. Đó. Bây giờ là tất cả là máy đó đều có Win bản quyền, Office bản quyền theo máy. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mua máy á, cho bản thân thì chúng ta nhập email của mình vô. Còn nếu mà không phải mua máy cho mình á, thì mua máy cho bạn á, thì nhập email của bạn vô nha các bạn. Chứ còn mà nhập vô rồi là nó sẽ sử dụng BitLocker các bạn. Khi các bạn cài lại Win hoặc này kia phải dùng đúng cái email mà đăng nhập ban đầu á, thì các bạn mới lấy được 48 ký tự ra, các bạn unlock cái ổ đĩa ra nha. Và email người khác dĩ nhiên nó sẽ đồng bộ dữ liệu vào cái máy của người khác luôn. Đó. À, chữ nè các bạn nhìn chữ nè, rất là rõ nét. Đẹp quá trời đẹp các bạn ơi. Đó, bàn phím nè các bạn, bàn phím nè. À, wow, sang quắc luôn. To set up your device using a screen reader, turn on. Đó, loa nghe to quá trời luôn. À. Accessibility features. Press Windows plus U or select the accessibility icon. Loa đeo thì các bạn yên tâm rồi. Đeo HP thì khỏi phải lo Acer đồ. Hay là Acer rồi thì Acer loa mới nhỏ thôi, còn đeo cái HP là các bạn yên tâm. Đó. Cơ bản là nó chỉ có vậy thôi các bạn. Ok, hôm nay laptop của E3 giới thiệu đến các bạn cái Dell mã mới ra thế hệ 12 thôi các bạn. Đó là Dell Virtual 56220 các bạn. Dell Virtual 5620, i5, i7 thì tùy nhu cầu của các bạn. Nó sẽ có nhiều cấu hình lắm. i5 card on cũng có, i5 card rời cũng có. Card rời thì nó ra là MX570 rồi. Đó, thì tùy nhu cầu các bạn. Giá em này hiện tại thì có 22 triệu mấy thôi. Rất là phù hợp túi tiền các bạn. Ai cũng có thể mua được. Ok rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều nha.